Sau khi đã tàn sát vô số sinh vật, Huyết Hoàng Nữ Vương cuối cùng cũng đã ngồi lên ngôi vương ở tầng thượng cao nhất của trung tâm thành phố, trở thành biến dị chủng mạnh nhất ở thành phố này. Nữ hoàng ngẩng lên nhìn bầu trời như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Wow, phòng chỉ huy ngầu quá. Hi, Lưu Phong đến rồi. Wow, còn có cái cửa kính lớn quá. Nhìn thấy cả bên ngoài, kỹ thuật ở nơi lánh nạn này hình như không giống với kỹ thuật hiện đại. Không ngờ cậu cho xây dựng phòng chỉ huy thật, đúng thật lợi hại. Đây là nơi lánh nạn trí tuệ nhân tạo sao? Nơi này ngoài phòng chỉ huy ra còn có phòng riêng nữa. Đám con gái bọn tôi sẽ tạm thời ở đây đi, còn phòng đội trưởng này sẽ cho cậu ở đấy một mình. Phòng chỉ huy, phòng riêng, phòng đội trưởng. Tôi dùng phòng chỉ huy này đã bắt được một vệ tinh của chính phủ. Vệ tinh này đã mất liên lạc với mặt đất sau khi chính phủ sụp đổ. Trí tuệ nhân tạo ở đây có thể giải được mật mã và bắt được nó. Wow, lợi hại quá. Vệ tinh có thể giúp chúng ta liên lạc với tiểu đội đang làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Hồ Ly Tinh nói không sai, tiểu đội tác chiến đặc chủng có vệ tinh giúp đỡ thì sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Không chỉ giúp chỉ đường mà còn có thể tránh được đám cương thi đều là chuyện hết sức đơn giản. Không chỉ như vậy, phòng chỉ huy còn lại hiển thị các dữ liệu, còn có một thứ gọi là điểm tài nguyên. Vật phẩm chế tạo sẽ tiêu hao điểm tài nguyên. Điểm tài nguyên có thể được tích điểm thông quan thu thập các loại nguyên liệu như sắt, gỗ, dầu, vân vân. Mỗi lần muốn chế tạo, chỉ cần đưa ra đề nghị với cậu, nơi này sẽ tự động trừ điểm, tự động sản xuất điểm tài nguyên này giống với điểm tích lũy của mình. Chỉ có điều nó là tài nguyên do nơi lánh nạn sản xuất, không liên quan đến điểm tích lũy. Tôi còn muốn bàn bạc với cậu về chế độ ở đây nữa. Chế độ, đúng, là chế độ dân chủ hay chế độ chuyên quyền? Đến rồi sao, ước mơ hậu cung của mình? Không, là ước mơ cứu thế giới. Bây giờ là ngày tận thế, mình chuyên quyền một chút lợi dụng chuyện sinh tồn. Nếu như áp dụng chế độ dân chủ, chuyện gì cũng đều phải bỏ phiếu thì sẽ rất lãng phí hiệu quả tài nguyên. Nhưng những người như Kelly Tổng, Lý Hinh sẽ bằng lòng làm thuộc hạ sao? Ây da, phiền phức quá. Lưu Phong là chỉ huy thì chuyên quyền là được rồi, ngày tận thế mà còn muốn dân chủ thì có mà chết hết sao? Hơn nữa quyền ở căn cứ này cũng là của cậu. Hả, Lý Hinh muốn như vậy sao? Tôi cũng đồng ý với Lý Hinh, ngày tận thế vẫn nên áp dụng chuyên quyền thì hơn. Bọn tôi đều đồng ý cậu là lãnh đạo. Kelly Tổng cũng đồng ý rồi, thành hiện thực rồi, hậu cung của mình. Không, ước mơ cứu thế giới này mới cần thực hiện. E hèm, nếu như mọi người đã đồng ý, vậy thì tôi sẽ làm lãnh đạo. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành bổ nhiệm nhân sự. Kelly sẽ làm quản lý, Lý Hinh sẽ đảm nhiệm việc bảo đảm an toàn, còn Sarah là thư ký trưởng. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để phục hưng sự nghiệp nhân loại. Sao cảm giác cậu đang nghĩ cái gì đó xấu xa? Cậu không sợ cậu cho tôi cái chức quản lý này tôi sẽ thâu tóm cậu mất sao? Nghi ngờ sẽ không dùng được người mà, tôi tin nhân cách của cô. Hừ hừ, chỉ cần tính cách của cô trong thẻ là màu xanh thì cô tuyệt đối sẽ không phản bội tôi đâu. Đến lúc đó cô còn không phải là một con hồ ly tinh bị Phật tổ giáng xuống sao? Thủ đoạn của Lưu Phong thật lợi hại. Tốt, chúng ta tiếp tục chia nhân lực. Đại Cường Tiểu Tôn là thuộc hạ của Lý Hinh, phụ trách công việc bảo an dưới lòng đất. Óp là nhân viên điện, phụ trách đưa bạn của mình cũng nhau duy trì sửa chữa các thiết bị ở phòng. Tài Nguyên, tôi tên Tiểu Dương. Sau này tôi sẽ thiết lập một chế độ sau, mỗi người đều phải có làm thì mới có ăn. Có sự giúp đỡ của vệ tinh, chúng ta tuyển thêm người, thành lập tiểu đội tìm kiếm tài nguyên. Tôi nhớ ở chỗ giường vẫn còn trống một chỗ đúng không? Vẫn còn trống không ít. Sáng nay tôi đã dùng vệ tinh để thông báo về thông tin chiêu mộ ở khu gần đây rồi. Những người sống sót có máy thu tín hiệu thì đều có thể nhận được. Có người đến cửa nơi lánh nạn, làm tốt lắm. Ê, có người đến rồi, ba người, hai nữ một nam. Hi, xin chào, chúng tôi là những người sống sót ở gần đây. Mọi người đang đợi ai vậy? Không nên hỏi thì đừng hỏi, đại ca của bọn tao sắp đến rồi. Người này hung dữ quá. Chả lẽ có mai phục sao? À, cái khí thế này, người này nhất định là lãnh đạo rồi. Trông khí thế ngút trời như vậy nhất định là lãnh đạo rồi. Chúng tôi là những người sống sót, nhận được thông tin trong máy thu âm thì liền đến đây. Hừ, bá khí của mình, người thường gặp là liền cúi đầu. Đâu có đâu có, chúng tôi cũng hoan. Chào lãnh đạo, nghênh, xin lỗi, cậu ấy mới là lãnh đạo, hả? Mê lực đê, không hổ là lãnh đạo khí thế ngút trời. Ba người chúng tôi là, đủ rồi im đi, quyết định tham gia đội chúng tôi đúng chứ? Nói trước chỗ bọn tôi có làm thì mới có ăn, được. Để tôi xem thông tin các người. Tên sức mạnh năng lực trí lực, tính cách bình thường, đánh giá người này có chút đơn giản. Tên sức mạnh năng lực trí lực, tính cách bình thường, kỹ năng trồng rau, đánh giá tôi là cao thủ trồng trọt. Tên sức mạnh năng lực trí lực, tính cách kẻ địch, đánh giá là kẻ nằm vùng do thế lực nào đó phái đến, có vẻ có ý đồ xấu. Wow, trong đó lại có người biết trồng rau, không tệ. Ể người này có ý xấu với mình, còn đánh giá này nữa. Lẽ nào tính cách kẻ địch, người này là gián điệp? Hừ, thú vị đấy, để tôi xem là tên ngu xuẩn nào dám đến đây vậy. Cuối cùng Huyết Tinh Nữ Hoàng đã lập tức xử lý gọn gẽ quân đội của chính phủ đến tấn công, thành công giữ vững Sào Huyệt, Khát Vọng Môi Vương, Vô Miệng Chi Vương. Sau đó Nữ Hoàng đã tiến vào thời kỳ tiến hóa lâu dài. Ngày hôm sau ở nơi lánh nạn, hả, chuyện gì vậy? Hân Đồng sao lại ở đây? Lẽ nào con bé đã ngủ với mình đêm qua sao? Lẽ nào là do thói quen, hồi bé Hân Đồng suốt ngày dính lấy mình? Không được, mình phải mau gọi con bé dậy, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Lưu Phong, dậy thôi, hả? Biến thái, không phải như cô nghĩ đâu, để tôi nói cho cô biết, đội trưởng của chúng ta là một tên cuồng em gái đó. Gì chứ, đội trưởng, chúng tôi đổi xong rồi. Điểm tài nguyên, áo chống đạn, áo kỹ sư, khiên chống nổ sơ cấp, không hồ là đội trưởng, có những trang bị này đại cường tôi có thể vỗ ngực bảo đảm rằng nhất định sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho chúng ta. Dĩ nhiên rồi, đáng tiếc không có súng, dùng tạm cây tích hợp điện tôi mới cải tạo này đi, báo cáo khẩn cấp, gì vậy? Sao vậy Kelly? Tôi biết được từ ba người mới gia nhập rằng chính phủ đã xã dựng một doanh trại lớn cho người sống sót ở phía bắc thành phố, bây giờ đang tuyển người vào đó. Gì chứ, Trịnh Thiên Hùng cũng ở đó,
tôi phải đi tìm hắn. Kelly, cô giúp tôi lên kế hoạch đường đi đi. Được, để tôi xem bản đồ vệ tinh. Đầu tiên mục tiêu nhất định là đến doanh trại ở phía bắc để tìm Trịnh Thiên Hùng. Nhưng tôi nghĩ nên dùng súng. Trên đường có một nhà tù mà tôi đầu tư, bên trong đó có kho vũ khí. Cậu có thể vào đó, biết đâu lại gặp may. Nơi lánh nạn này yêu cầu phải có súng. Phía bắc, nhà tù. Còn nữa, nơi lánh nạn của chúng ta phải được đặt tên. Chúng ta phải danh chính ngôn thuận. Hệ thống, nhiệm vụ mới. Một, đến được doanh trại, điều tra Trịnh Thiên Hùng, phần thưởng 2.000 điểm. Hai, nhiệm vụ lựa chọn, tự bỏ đến nhà tù, tỷ lệ sống sót 100%, không có phần thưởng. Đến nhà tù lấy súng, tỷ lệ sống sót 40%, phần thưởng 6.000 điểm tích lũy. Ba, cứu Lý Hàm Yên, nhiệm vụ lâu dài, tỷ lệ sống sót 0%, phần thưởng 100.000 điểm. Gọi là nơi lánh nạn đi, tôi sẽ đem người đến nhà tù. Ngoài ra tôi sẽ lập đội, có Đại Cường và Tiểu Tôn làm nòng cốt, đích thân dẫn đội đến cần quét các siêu thị, trạm xăng, bệnh viện xung quanh căn cứ để tiết kiệm điểm tài nguyên ở căn cứ. Cô dẫn đội, hay là để Lý Hinh ở lại, cô ấy có súng, nhưng nhiệm vụ của cậu là quan trọng hơn cả. Có được súng rồi tôi sẽ chuẩn bị tiên đến công xưởng thép, kho xăng ở phía tây để lấy nguyên liệu trước khi mùa đông đến. Không thì chúng ta rất có thể sẽ không qua khỏi mùa đông này. Tôi cũng không phải người cao quý gì, căn cứ có Sarah là đủ rồi. Không, căn cứ không có súng tôi không yên tâm. Nhiệm vụ có tôi và em gái cũng đã đủ rồi. Lý Hinh ở lại giúp cô. Đúng rồi, tôi giao nhiệm vụ cho cô. Trong ba người mới đến, có một người là gián điệp. Tìm ra hắn ta, tôi tìm thấy súng sẽ dùng phòng vận chuyển gửi về, đâm lao theo lao, tìm ra thế lực đằng sau và tiêu diệt bọn chúng. Gì chứ, với khả năng của mình, ít nhất cũng phải mất một tuần mới phát hiện ra được. Lưu Phong này quả là bí ẩn. Được rồi, bây giờ đến lượt mình, lần này mình nhất định phải tăng cấp, phòng đội trưởng. Mình nhất định phải trở lên mạnh hơn, tránh xảy ra những chuyện như thế. Ký chủ Lưu Phong cấp 7, danh vọng lãnh đạo của nơi lánh nạn bình dân tận thế level 2, số người 13, mục tiêu thành lập nơi lánh nạn có 1.000.000 người, sức mạnh kỹ năng cải tạo level 2. Năng lực B trừ, nhanh nhẹn B trừ, trí lực B, mê lực C trừ, nhận thức C, thiên bẩm level 2, công phu level 4, siêu nhân level 1, kỹ năng 3, đánh giá cũng có chút triển vọng nhưng vẫn là phế vật như cũ. Nhưng vận may của ký chủ ngay cả hệ thống cũng phải bái phục, có được Lý Hinh, Kelly và em gái bên cạnh, lần này tăng 3 cấp, danh vọng đạt tới nhiệm vụ có 10 người trong nơi lánh nạn đã tăng cấp thành bình dân tận thế rồi. Nhưng để chế tạo ra được súng thì cần phải có danh vọng tinh anh tận thế mới có thể mở khóa được. Điểm tích lũy cũng không ít, mình định đổi điểm để lấy 2 liều vaccine cho Lý Hinh và Kelly. Như vậy bọn họ ra ngoài mình mới yên tâm được. Vũ khí ở Thương Thành uy lực mạnh nhưng đắt quá, thế này thì hết điểm mất. Có nên tiếp tục đi theo con đường công phu đại sư không? Kỹ năng cải tạo hình như cũng đã đến đỉnh cao rồi. Không, công phu thiên bẩm rất lợi hại, nhiều lần bị tấn công như mình vẫn có thể chống trả được. Đây có lẽ là một tác dụng khác của công phu đại sư. Quyết định rồi, đổi 4 điểm vào công phu đại sư tăng lên cấp 8, 1 điểm vào thợ rèn, 1 điểm vào nhà khoa học, sức mạnh tăng từ B trừ lên B cộng. Chú thích: thợ rèn tăng khả năng cải tạo vũ khí, nhà khoa học tăng trí thông minh và kiến thức khoa học. A, à, trong đầu tiếp thu nhiều kiến thức quá, chuyện này là sao vậy? Đây là những thông tin thiên bẩm của công phu đại sư và nhà khoa học sao? Thiên bẩm nhà khoa học có được rất nhiều kiến thức cải tạo, công phu đại sư tăng lên trung cấp, nhận được sức mạnh mới. Trại bác võ học lại cho ký chủ nhiều kỹ thuật của tương lai như này, phối hợp với thiên bẩm nhà khoa học sẽ mở khóa được càng nhiều bản đồ vũ khí. Ha ha, năng lực mới này lợi hại quá. Mặc dù trại bác võ học rất lợi hại nhưng hầu hết đều là cận chiến, trước đây bạo liệt phi đao quả thực tính ứng dụng không cao. Ha ha, có cách rồi, mình có thể dùng găng tay cải tạo để làm thêm một bộ đặc trùng tác chiến. Ngày thứ hai, lối ra. Được rồi, chúng ta xuất phất. Lần này hai anh em chúng ta sẽ xuất công, mục tiêu là nhà tù và doanh trại ở phía bắc. Trang bị mới, Lưu Phong bắt đầu tấn công.